Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay là Quốc Võ sẽ trở lại làm YouTube sau một cái thời gian vắng bóng, coi như là mình để mình sơn sửa, mình có một cái nơi mà làm YouTube cho nên nó có vẻ là nó chuyên nghiệp hơn trước. Trong mấy tuần vừa qua thì thật sự có rất là nhiều chuyện đang tồn động ở trên mạng xã hội đó, rất là nhiều những cái yếu tố mà mọi người đang quan tâm, đặc biệt là về câu chuyện của tỉnh Thất Bồng Lai, Nguyễn Phương Hằng, Võ Hoàng Yên, một số những cái nhân vật trong giới showbiz đã ăn chặn từ thiện vân vân. Thì câu chuyện thì nó vẫn còn rất là nóng các bạn, nó chưa có giảm bớt cái nhiệt. Nhưng mà Quốc Võ thì cũng bận rộn quá cho nên chưa có thời gian để chia sẻ những cái thông tin. Thì công việc của Quốc Võ hiện tại bây giờ cũng khá ổn rồi. Nói chung là cái vấn đề về sang sửa lại cái office, cái phòng studio để mà làm YouTube á, thì cũng đã gần xong rồi. Thì trong một thời gian ngắn sắp tới thì Quốc Võ sẽ bắt đầu trở lại và sẽ làm chuyên nghiệp hơn, mạnh mẽ hơn trước. Đó. Tuy nhiên thì nói chung không có làm YouTube nhưng mà Quốc Võ còn dành những thời gian ra để nghe ngóng, để theo dõi những tin tức của báo chí, đài truyền hình hoặc là những kênh YouTube bờ khác, cũng đã hàng ngày, mỗi ngày đều lên clip để nói về vấn đề này. Thì thật sự đây là một chủ đề mà mọi người rất là quan tâm. Có người thì binh, có người chống, có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên tất cả mọi người đều nghĩ rằng là chúng ta cần phải đưa thông tin chính xác, đưa thông tin một cách trung thực để cho mọi người đều hiểu rõ hơn, tường tận hơn những cái gì mà đang xảy ra trong xã hội, đặc biệt là những cái vấn đề về lừa đảo từ thiện, trục lợi từ thiện, hoặc là những cái vấn đề về những cái sự gian dối trong cộng đồng mà chúng ta cần phải đưa ra ánh sáng để cho xã hội nó văn minh hơn, nó sạch đẹp hơn. Đó, những cái con người mà coi như là núp lùm rồi làm những cái chuyện mà bẩn thỉu đó thì sẽ bị trừng trị trong trước pháp luật. Bởi vì coi như là cái vấn đề về pháp luật Việt Nam cũng rất là nghiêm minh, và ngoài ra còn có luật nhân quả nữa. Mình thật sự mình đáng sợ nhất là những người mà luôn luôn nói tới cái vấn đề về những cái điều tốt đẹp xã hội đó mà lại ngoài miệng thì nói những cái vấn đề về nhân quả đồ hay lắm, nhưng mà bên trong là sống hàng mặt, bên trong là làm những cái chuyện bẩn thỉu, thì mình sợ nhất là cái vấn đề đó. Và cũng trong một thời gian sắp tới thôi, Quốc Võ sẽ cố gắng mình đưa ra những sự kiện quan trọng nó liên quan đến những cái vấn đề về sự lừa đảo trong xã hội, và Quốc Võ sẽ cố gắng là trình bày một cách rất là minh bạch, trình bày phải nói rằng là những cái điều đúng đắn, chân thật nhất, mạnh mẽ nhất để cho mọi người có thể là cùng theo dõi, cùng đồng hành. Đó. Nói chung là một tiếng nói là mạnh mẽ, một cái tiếng nói là chính nghĩa, để coi như là một góp một phần nào diệt trừ đi những cái gian tà, những cái ác, những cái điều mà nó độc ác trong xã hội. Thật sự là có một số những cái kênh YouTube ở tại hải ngoại, thì đặc biệt là tại Bôn Sa này nè, hoặc là một số những cái giới mà showbiz mà phải nói là bẩn đó. Tức là trong cái giới mà làm về nghệ thuật, về giải trí á, thì nó cũng có người này người nọ, không phải ai cũng tốt mà cũng không phải ai cũng xấu, nó có người này người nọ. Nhưng mà Quốc Võ là lên án những cái loại người mà dựa vào cái vấn đề về 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 những cái nghệ hoạt động nghệ thuật giống như là trong giới showbiz mà tự nhận mình là nghệ sĩ. Tại vì cái vấn đề về nghệ sĩ á, thì thật sự rằng là cái danh từ nghệ sĩ nó cao quý vô cùng các bạn, chứ không phải ai cũng có thể trở thành mà nghệ sĩ được các bạn.
Tại vì không phải chị bạn chỉ cần biết hát hoặc là biết đóng hài hoặc là biết làm cái gì đó mua vui cho cuộc đời là các bạn tự nhận mình là nghệ sĩ đâu, không phải là như vậy. Bởi vì khi mà đạt được cái chức danh mà nghệ sĩ á, thì phải cống hiến rất là nhiều cho nước nhà, cống hiến rất là nhiều cho đồng bào, phải có những cái giải thưởng cao quý hoặc là phải có những cái gì đó mà đóng góp cho cái nền văn hóa của nước nhà rất là nhiều, để mới có thể là rất nhiều và nhiều năm thì mới mang được cái vai trò là một người nghệ sĩ. Mà khi mà để quen được vai trò một người nghệ sĩ chân chính nữa thì càng khó hơn nữa các bạn, chứ không phải là chỉ có là tham gia vào những hoạt động nghệ thuật thuần túy rồi biết ca biết hát vân vân rồi biết đóng kịch vân vân thì lại tự nhận mình là nghệ sĩ, thì chỉ nó không phải chỉ là một giới showbiz thôi. Mà trong giới showbiz này thì các bạn biết rằng là có nhiều vấn đề xảy ra lắm, cho nên là Quốc Võ chưa bao giờ nhận mình là nghệ sĩ cả. Tuy là mình làm được rất là nhiều những vai trò trong hoạt động nghệ thuật, nhưng mà Quốc Võ chưa bao giờ dám nhận mình là nghệ sĩ, bởi vì mình cảm thấy vấn đề về cái sự cống hiến của mình cho cái vấn đề về nghệ thuật văn hóa đó chưa đủ để có thể là tự nhận mình là nghệ sĩ. Mình là chỉ là một người làm trong ngành giải trí đó, cống hiến những cái tài năng, cống hiến được những cái công sức, những cái sự đam mê của mình cho xã hội, giúp đỡ phần nào đó xóa tan đi những cái nỗi buồn phiền trong cuộc sống, thì mới chỉ là cái người hoạt động về nghệ thuật thôi, chứ mình không dám nói mình là nghệ sĩ. Cho nên các bạn đừng có bao giờ mà nói tự nhận ta đây là nghệ sĩ này nọ đó, để ảnh hưởng đến những người nghệ sĩ chân chính khác ha. Thì trong cái showbiz thì các bạn thấy rằng là rất là nhiều vấn đề, mà từ từ Quốc Võ sẽ nói những cái chuyện này và vấn đề về những cái clip sau. Trong clip này đó thì nói về một số những YouTuber mà đã định hướng dư luận một cách rất là không có được công tâm. Tức là các bạn mà thương á thì các bạn nói khác, nhưng mà các bạn đã ghét ai thì các bạn nói khác và phân tích vấn đề theo một kiểu một chiều, làm cho khán giả coi như là cảm thấy coi như là bị lung lay cái tư tưởng, rồi riết nghe cái biển riết, rồi tự nhiên cái bệnh nó bị nhập vào, rồi theo cái dòng tư tưởng của các bạn và cảm thấy là đứng về một phía, và rồi cuối cùng là lên trên mạng có những cái lời comment chửi người này chửi người đó không ra gì, thì cái điều đó là cái điều đáng lên án. Trong cái vấn đề về tỉnh thất bồng lai cũng vậy nữa, Quốc Võ đã phát hiện ra những cái điều không được tốt đẹp, cho nên là trong một cái thời gian mà cứ suốt cái giờ là hơn một năm trời mà Quốc Võ đã theo đuổi cái vấn đề tỉnh thất bồng lai và đã coi như là đồng hành chung với tỉnh thất bồng lai, coi như là một cái fan cuồng ấy các bạn, mà tự nhận mình bây giờ tự nhận mình là một cái fan u mê. Đã biết bao nhiêu là thời gian, biết bao nhiêu là công sức, thậm chí kể cả tiền bạc trong đó, rồi để nhận lại những cái điều thật sự thì khó có thể nào mình giải bày được, khó có thể nào mình chấp nhận được đó. Cho nên là Quốc Võ, các bạn thấy rằng là trong suốt một khoảng thời gian rất là lâu, Quốc Võ lại im lặng, không nói tiếng nào và cũng không có đồng hành với những anh em chính nghĩa khác để vạch trần những cái sự sai trái của Thiền Am, mà Quốc Võ im lặng mặc cho các anh em đồng chí hướng của mình khuyên lên như thế nào đi chăng nữa, thì Quốc Võ nói rằng là tôi là cái tính tôi là như vậy, tức là mình khi mà mình đã không ủng hộ nữa thì thôi mình im, mình không có lên tiếng để chỉ trích hoặc chửi bới hoặc là chê bai cái bất cứ gì gì cả. Nhưng mà thật sự mấy cái người mà YouTuber mà phải nói rằng là Quốc Võ bây giờ gọi 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 là bẩn ấy, thì lại tiếp tục lên tiếng ra rả chửi bới định hướng dư luận làm cho khán giả lại lầm tưởng rằng là sự việc là như thế. Thật sự mấy người này họ không có biết gì cả, người ta nói là trong trăng mới biết trăng có rận, nhưng mà người là ở trong cuộc thì mới biết như thế nào, bạn anh nằm trong cái đôi giày của tôi thì bạn mới biết được là tôi ra sao, chứ mình cũng không thể nào mình lên mình nói theo cái kiểu như là nghe thoáng thoáng qua rồi 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 nói theo cái kiểu như là
đúng rồi đó, giống vậy đó. Khi mà các bạn mà đã ghét bà Nguyễn Phương Hằng rồi thì coi như là cái gì, bất cứ câu chuyện nào mà của bà Hằng bà đấu tranh á thì là cho là những người đó là những người mà coi như là tốt. Cái chuyện đó thì không hoàn toàn là chính xác. Có một những cái fan mà u mê ở trong cái kênh của các bạn nó lên rồi nói những cái lời coi như là chửi bới rồi nặng nề, mà các bạn cũng quên rằng là cái khẩu nghiệp của các bạn quá lớn khi mà nói ra những lời đó. Các bạn đâu có biết tôi là ai đâu mà nói ra những lời đó, đúng không ạ? Vì vậy cho nên đây là một trong những cái điều mà Quốc Võ cần phải lên án, và ngay từ bắt đầu từ bây giờ thì Quốc Võ sẽ bắt đầu làm lại YouTube và sẽ đấu tranh mạnh mẽ hơn để diệt trừ những cái điều mà xấu xa, những cái điều mà bẩn thỉu trong xã hội. Cho dù mình biết rằng là khi mình làm những cái điều này đó là mình sẽ đối đầu với một cái thế lực rất rất là lớn, phải nói rằng là cái phía mà đối lập mạnh vô cùng các bạn, mạnh vô cùng. Tuy nhiên khi mà đã quyết định mình dấn thân vào cái mạng xã hội ấy, cái câu chuyện này để làm một cái YouTuber mà thật sự mà chính nghĩa đó, thì mình phải gặp được những khó khăn, những trắc trở trên cái con đường nó đi nhiều chông gai lắm, và nhiều sự chống đối từ gia đình, từ một số những cái bạn bè, và hầu như là cái giới mà showbiz hoặc là cái giới YouTuber tại hải ngoại. Nhưng mà thật sự thì nếu như mà mình sợ, mình không có gì cái dám mà đương đầu, thì coi như mình lại coi như là mình không có làm đúng theo cái lương tâm của mình cho phép. Tại vì khi mà mình nghĩ sao thì mình nghĩ cái điều đó là làm đúng, làm chính xác, thì mình phải làm cho nó tới nơi tới chốn, chứ mình không có phải mình sợ hãi vì cái thế lực bên kia nó quá đông, nó quá mạnh mà mình chụp bước, thì như vậy thì chứng tỏ là không phải là quốc võ. Vì vậy cho nên là đây là một clip mở đầu của một cái câu chuyện mà sắp tới đây quốc võ sẽ bắt đầu tiến hành để mình làm việc. Xung quanh đây không biết là ai là bạn của mình, ai là kẻ thù của mình. Nói chung là mình là ở ngoài sáng, còn họ ở trong bóng tối các bạn. Bởi vậy cho nên thì phải nói là đây là một cuộc chiến đấu này nó rất là cam go. Cho nên là Quốc Võ cũng mong muốn rằng là các vị khán giả, cộng đồng mạng, những người nào mà thương yêu Quốc Võ đó thì tiếp tục đồng hành cùng Quốc Võ trong thời gian sắp tới. Bây giờ và mãi mãi về sau, mình sẽ đi trong một con đường thẳng, và mình nghĩ rằng câu chuyện mình làm là chính, là đúng, là chính trực, quang minh, chính đại, thì mình sẽ tiếp tục mình làm, và mình không sợ bất cứ một cái thế lực nào cả. Hôm nay có nhiều cảm xúc khi mà mình dạo qua một số những cái trang YouTube của một vài YouTuber tại Mỹ này, thì mình nghe qua mình cảm thấy rất là không có đúng, tại vì họ định hướng những cái dư luận theo hướng một chiều, và đọc những cái lời mà comment ở trong cái một số những cái trang YouTube này đó, thì mình thấy rằng là khán giả không hiểu gì cả, họ chỉ nghe một chiều và họ không hiểu gì cả. Tại vì làm sao các bạn hiểu là Quốc Võ như thế nào, Quốc Võ đã làm cái gì cho bên phía Thiền Am, và để nhận được những cái gì, những cái cuộc ghi âm như thế nào, không họ đã nói gì, họ đã tung tin ra ngoài như thế nào, đã chưa nói tới vấn đề của anh Thiện Đạt. Họ nói rằng là anh Thiện Đạt là âm mưu lập ra trại trẻ mồ côi để trục lợi từ thiện. Cái vấn đề này, cái tin tức này từ đâu ra mà các bạn biết? Các bạn đâu phải là anh Thiện Đạt, các bạn là chỉ là một người YouTuber bình thường chưa bao giờ tới Thiện Am, hoặc là một một trong những người khán giả bình thường, thì làm sao các bạn biết rằng là
anh Thiện Đạt ảnh lập mưu đồ với lại Quốc Võ để mở ra cái trung tâm, để dựa vào Thiện Am mở ra một cái trung tâm nhân đạo để trục lợi về vấn đề từ thiện. Làm sao các bạn biết chính xác là cái điều đó đúng không ạ? Chỉ có bên trong, họ họ họ, họ vu khống, họ đặt điều để họ tung tin ra cho một số những cái kênh YouTube bẩn, giống như là cái thằng Hồ Ngọc Biển Đông, thằng Tốn Trần, vân vân, để đưa định hướng dư luận và cứ nói ra rả 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 mỗi ngày vào lỗ tai của những cái người mà trên cộng đồng mạng, làm cho họ họ nhầm tưởng là như thế. Cho nên những cái điều này là những cái điều sai trái và những điều này là những điều đáng đáng lên án các bạn. Đó. Cho nên thì thật sự trong này nó có nhiều vấn đề rất phức tạp mà không thể nào để cái vấn đề này tồn tại một cách lâu dài được. Sáng hôm nay thì Quốc Võ cũng có nói chuyện với lại lại một cái chị tên là chị Dung Mỹ Dung Khánh Hòa. Thì hồi xưa là chị Mỹ Dung Khánh Hòa này á, chị cũng giống như Quốc Võ vậy đó, cũng rất là bên vực bên phía của năm chú tiểu á, Thiên Âm Ma Vũ Trụ đó. Tại vì thấy những đứa trẻ này cho dễ thương, rồi cũng có thể sống trong một cái môi trường nó giống như một gia đình rất là thương yêu nhau, thì mình cảm thấy là mình thương mến những đứa trẻ này. Nhưng mà thật sự sau này khi mà phát hiện ra những cái điều không đúng thì chị đã quay lưng lại và phản biện một cách rất là mạnh mẽ. Thì Quốc Võ mới vừa lập cho chị một cái kênh YouTube đặt tên là Mỹ Dung Khánh Hòa. Đó, thì Quốc Võ sẽ cho các bạn nghe một clip của chị Dung, chị nói về vấn đề này và kêu gọi mọi người ủng hộ kênh của chị Dung để có thêm một cái tiếng nói mạnh mẽ hơn trong cái vấn đề về phản biện lại những cái điều sai trái trong xã hội, lên một tiếng nói chính nghĩa để giúp cho những người cộng đồng mạng và những người nào mà còn chưa có biết rõ về cái vấn đề này đó, hoặc là chưa có tìm hiểu kỹ để phân biệt được bên nào đúng bên nào sai, thì phải nghe kỹ những cái tiếng nói phản biện chính nghĩa của những người mà lên cái tiếng nói này, bởi vì họ khi mà họ làm thì họ không được cái gì cả, và họ muốn cái xã hội càng ngày nó càng sạch sẽ hơn, đẹp hơn, tốt hơn đó. Bởi vì một số những cái mạnh thường quân ở bên hải ngoại, những cái cô bác chú bác lớn tuổi đó, thì họ chỉ lãnh một chút đỉnh tiền hưu tiền già vân vân, rồi lại gói ghém, rồi thấy cái nơi nào mà khó khăn thì cứ gửi về. Nhưng mà thật sự thì các bạn có bao giờ biết được rằng là cái người mà mình gửi tiền nó còn giàu hơn mình nữa đó, còn biết bao nhiêu những cái mảnh đời khó khăn khác, nghèo khổ khác đang ở Việt Nam đang cần sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở khắp nơi, chứ không phải riêng gì một nơi nào đó. Bởi vậy cho nên là khi mà có những cái tiếng nói về chính nghĩa đó thì chúng ta phải ủng hộ một cách rất là nhiệt tình. Thì chị Mỹ Dung Khánh Hòa là một trong những cái trường hợp đó. Cho nên là Quốc Võ khuyến khích chị Mỹ Dung và lập cho chị một cái kênh YouTube gọi là Mỹ Dung Khánh Hòa để coi như là có một cái tiếng nói công tâm, gọi là tiếng nói chính nghĩa. Thì mời các bạn hãy vào trong cái kênh YouTube của Mỹ Dung Khánh Hòa mà Quốc Võ sẽ để cái đường link phía dưới này để cho mọi người cùng vào ủng hộ chị Mỹ Dung, cho chị đủ 1.000 subscriber để chị có thể là livestream mỗi ngày và lên tiếng nói mạnh mẽ để chống lại những cái kênh YouTube bẩn, chống lại những sự sai trái trong xã hội đó. Thì cái kênh của chị là Mỹ Dung Khánh Hòa. Bây giờ mời các bạn hãy cùng Quốc Võ theo dõi cái cuộc nói chuyện rất là ngắn của chị Mỹ Dung giới thiệu cái kênh YouTube của chị
Và mọi người hãy đăng ký kênh cho chị bằng cách nhấn vào cái nút subscribe nha. Rồi, xin mời mọi người cùng nghe. Ok, I love you. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng, trong nước và ngoài nước. Hôm nay tôi xin gửi cái video này đến cho tất cả mọi người trong nước Việt Nam và cả thế giới. Tôi xin tự giới thiệu mình, tôi là Dung Khánh Hòa, là một khán giả đã tham gia câu chuyện Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ suốt 3 năm qua. Hôm nay tôi muốn nói lên cái điều tâm tư, suy nghĩ của mình để chia sẻ đến tất cả mọi người. Bởi vì tất cả quý vị khán giả cũng như tôi đã từng dành tình yêu thương, đã dành hết thời gian, tiền bạc, tinh thần cho Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ qua cái kênh Năm Chú Tiểu. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta đã nhìn nhận ra Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ là một gia đình tu tại gia. Họ đã dùng cái kênh Năm Chú Tiểu trên mạng truyền thông này để lừa đảo, lừa dối chúng ta. Nói về đạo đức thì Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ họ rất là vô cảm. Họ bất chấp danh dự, họ chà đạp những con người thật sự yêu thương họ. Họ chà đạp những mạnh thường quân chân chính. Đó là một điều về mặt đạo đức của Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Nói về mặt pháp luật thì Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ là một cái nơi bất chấp luật pháp, giả sư trục lợi. Đó là họ quá xem thường luật pháp. Thứ hai, họ đánh động vào cái tình yêu thương của quý vị khán giả trong nước và ngoài nước về những đứa bé mồ côi và một ông cụ già 90 tuổi. Đó là một sự lừa đảo của họ, mà họ quá xem thường luật pháp, xem thường những con người chân chính của chúng ta. Chính họ đã cướp đi của chúng ta về thời gian, về tinh thần, về tiền bạc, về danh dự. Cho nên đến ngày hôm nay, tôi với tư cách là một khán giả đã theo dõi, và tôi cũng đã từng góp lên tiếng nói bảo vệ Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, thì ngày hôm nay tôi cũng góp lên tiếng nói để làm gì? Để vạch trần Thiền Am ra ánh sáng, để giúp ích cho xã hội, để giúp ích cho bao nhiêu con người, phụ nữ. Không vì ông Lê Tùng Vân gạt. Đó là điều tôi mong muốn lắm. Cho nên hôm nay tôi cũng xin giới thiệu cho tất cả mọi người, tôi quyết định có một cái kênh YouTube Mỹ Dung Khánh Hòa, để tôi có động lực đứng lên đấu tranh, góp tiếng nói của mình để đưa Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ ra ánh sáng, để giúp cho các bé
có một gia đình bình thường như mọi người, và đã giúp cho cái xã hội, cho cộng đồng mạng này được trong sạch, được bình yên. Cho nên hôm nay một lần nữa tôi xin trân trọng muốn chia sẻ cái kênh YouTube của tôi đến tất cả mọi người trong nước và ngoài nước. Hãy ủng hộ và tạo cho tôi một cái động lực để tôi đủ mạnh mẽ góp lên một tiếng nói giúp ích cho xã hội. Tôi xin chân thành cảm ơn. Xin chào quý vị khán giả.